Trong sáng nay ngày 17 tháng 9, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiếp nhận hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Theo đó, chi đoàn cơ sở văn phòng tỉnh ủy Đồng Tháp và công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phát Tiến trao ủng hộ 1 tấn gạo, 5.000 hộp cá mòi cùng một số thùng bánh, quần áo mới, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tính đến trưa nay, sau 6 ngày, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận hơn 40 triệu đồng tiền mặt, gần 20 tấn hàng hóa, gồm nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng thiết yếu của các tổ chức cá nhân mạnh thường quân và Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thành phố gửi về. Trong buổi sáng hôm nay, Hội đã chuyển 2 tấn hàng hóa tới Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Phú Thọ, cứu trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại địa phương này. Sáng nay, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tân Hồng tiếp nhận 1,5 tấn gạo, 12 triệu đồng tiền mặt từ tổ cơm cháo nước tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng và gần 14 triệu đồng do thành viên Hội Người Mù huyện đóng góp. Đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã tiếp nhận 91 triệu đồng và 2 tấn gạo. Toàn bộ số hàng hóa và tiền mặt sẽ được trao lại cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở miền Bắc.